con hỏi cái đường ngang Bến Đò con biết không con? Dạ đây quẹo phải hả con? Nghe cô ngồi bán này hả? Nghe cô ngồi bán xoài này hả? À, chị ơi, cho hỏi cái đường để vô Bến Đò biết không? Bến Đò hả? À. Quay lại đó. Anh ơi, cho hỏi cái đường ngang Bến Đò nó đến đường ngang Bến Đò Thanh Đa mình quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên phà nha. Lên trước tiên đi. Đây. Sao đây? Đã chứ. Từ từ. Dạ, cảm ơn chị. 4.000 quá rẻ. Rồi video qua phà ở đây là hết. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo ha. Sau một hồi hỏi đường thì con chỉ đi thẳng đường Phạm Văn Đồng, Phạm Văn Đồng để đi đến cái đường số 36 để phải ra đường Bến Đò. Trời cũng đang nắng nhưng mà bỗng nhiên lại mưa luôn. Hẹn cho bà con coi là nắng mưa và nắng nha. Đang nắng rất là gay á, trời lại mưa.
có đường đường bộ không. Mà bây giờ mới biết là đi khám phá dẫn các bạn chị đi khám phá luôn. Đi đường này luôn. Hỏi đi. Biết mình hỏi không? À, chị ơi, cho hỏi cái đường để vô bến đò đi. Bến đò hả? Quay lại. Quay lại. Chỗ đây á. Đi ra bên trái. Có ngã ba, có đi dưới đò. Chỗ con, ngã ba lớn lớn hả? Đi dưới đò á. Dạ dạ. Rồi, bên trái. Còn là anh đi vào đó tầm 5 mét kia phải. Dạ. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Em hỏi cái đường ra bến đò phải đi đường thẳng này. À, anh hỏi anh cứ tìm lên không biết. Không biết là cảm ơn luôn.
thì rất là dễ, nhưng mà thực hành nó thì nó thấy nó sẽ khác. Kiếm người nào hỏi đường. Hoặc là bây giờ hỏi cái đường nha, bến đò đó, bến đường nha, bến đò Thanh Đa mình quá. Đấy, cái đường này nè, đây là đường lớn nè, phải không? Nha đường 37 này nè. Lớn nè, đây là cháy, đây xuống nha, đây là cháy nữa. À, vậy là đường số 36 hả? Bây giờ đó, đây là cái đường lớn nè. Cái này cần vào trái. Trái, đúng. Trái, rồi, cảm ơn. Tại vì nãy anh kia chỉ sai. Chỉ quẹo nghe thấy giấy động quẹo vô. À, cảm ơn. Và tiếp tục chúng ta sẽ qua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên phà nha. Lên phà. Đò chứ không phải phà. Đây là gọi là bến đò. Thấy con đò này cũng lớn. Đò thì có một bên lên một bên xuống. Đi đò lúc trời mưa.
quá rẻ. Hả? À, trời ơi. Bạn thấy con ngàn nó đưa là kỳ. Cái này thì mình sẽ có cái rất nhiều nhà hàng ở đây, nhà hàng Quế, rồi cư xá Thanh Đa, rồi ở đây nói chung là đây rất là nhiều khu du lịch. Mình đi một vòng khu bên Thanh Đa luôn ha. Coi cuối bên đường bên kia là đường gì đây, lần này chúng ta trải nghiệm khám phá những cái cung đường mà trước giờ mình chưa được đi, bây giờ ta mới có dịp đi. Thì ngoài trời đang mưa, mưa lâm râm. Đường này là đường Bình Quế. Sẵn cho các anh chị bạn xem một cái cung đường Bình Quế luôn ha. Cuối đường này thì có cái nhà hàng, không phải nhà hàng mà chỉ quán ăn, ở khu vực này, quán quên tên, Cù Lao Xanh này, rồi quán Hai Lúa, rất là nhiều quán ở đây. Rồi video qua phà ở đây là hết, hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo ha. Nào có hình ảnh ở khu vực Thủ Đức mình đi trải nghiệm cái chuyến đò qua sông, đến các anh chị các bạn cảm giác mình đi đò như thế nào ha. Đi đò cũng cảm thấy rất là an toàn, chạy khoảng chừng 2 phút là qua tới bên Thanh Đa rồi.